Hello hello, 안녕하십니까? Phương Mita. Xin chào các anh chị các bạn. Tôi Phương Tiến Hàng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn phần bài 4 thông tin sinh hoạt tiếng Hàn trung cao, khóa tiếng Hàn trung cao hay các anh chị các bạn. Chúng ta sẽ vào thấy hình rất là đẹp không? Có nhiều màu sắc à, đủ loại ha, mình có báo chí, thông tin, quảng cáo. Chúng ta sẽ đi vô phần thông tin sinh hoạt. Sơn hoan chân bồ. Đầu tiên mình sẽ học từ vựng Kume Wanden Ohi, những từ vựng liên quan đến mua bán. Thì chúng ta ở đây có là ơi xích chu, ăn mặc ở các bạn, ơi xích và chu. Ơi xích là ăn mặc, chu là ở ha. Munka là vật giá. Sơn hoan chân bồ chi, thông tin, tạp chí thông tin ha, sinh hoạt ha. Xin mua là chân bồ chi là giống nhau ha, chân bồ chi và xin mua đồng nghĩa là sinh hoạt, là sinh hoạt. Cú íp là mua vào, cú mé là mua, cú íp là mua vào ha, cú mé là mua mua bán ha, mé mé là mua bán. Sen hoan pin su phum, đồ sinh hoạt chủ yếu ha, xin pin su là cần thiết các anh chị các bạn. Pin su phum là vật cần thiết của sinh hoạt, đó là đồ sinh hoạt chủ thiết yếu. Semen toku, semen toku là sản phẩm dụng cụ dùng cho việc tắm rửa vệ sinh ha, xà phòng nè, khăn, dầu gội ha, semen toku các bạn. Semen là liên quan tới ba mặt ha. Dụng cụ ba mặt mình dịch là vậy ha, và ba thứ yếu á, chu bang dông phum, những đồ dùng trong nhà bếp, chu bang nè, dông là dùng ha, phum là sản phẩm, là đồ dùng trong nhà bếp. Ở đây Taehyung Mart là siêu thị lớn. Chúng ta có Harin Mejang, cô bán đồ giảm giá Chere Sichang là chợ truyền thống cổ truyền. Changba Kuni là giỏ hàng. Beoduk Sichang là chợ trời các bạn. Beoduk Sichang là chợ trời. Chung Co Phum, đồ cũ đồ đã qua sử dụng. Tamin Chuta cho thêm. Tamin Chuta. Hưng chân hà tà là giá trả giá mặc cả. Chú môn hà tà là đặt hàng. Quick service là dịch vụ chuyển hàng nhanh. Thích bé giao hàng tận nhà. Bé xong là giao hàng tận nhà luôn. Thích bé với gia thông là giao hàng tận nhà các bạn chỉ cái từ làm dùng. Thích bé chú xe ô thích bé rô hà bạc bonen chuyên kệ là giao hàng tận nhà, gửi cho nó giao hàng tận nhà luôn, là bé xong hay chúng ta. Thì những từ này mình sử dụng rất là nhiều trong việc mà mua bán vận chuyển các chị các bạn ha. Chu cơ sinh hoạt, quan đinh ở huy, những từ liên quan với sinh hoạt cư trú các bạn. Cơ chu là chu cơ là cư trú các anh chị các bạn ha. Ở đây mình có là quan ly sang so, văn phòng ban quản lý bên Hàn Quốc, thì nó có người ta sống ở chung cư rất là nhiều, cho nên là mình quan ly sang so, quan ly bi phí quản lý, cần bị xin phòng bảo vệ, gas yokum tiền ga, suto yokum tiền nước các anh chị các bạn, chân ki yokum tiền điện, sereki bundi mechun là gom rác theo từng loại ha, phân loại rác ha, bundi là phân loại ha, mechun là gom rác theo từng loại luôn các chị, gom rác theo từng phân loại rác ha, mình dịch là mechun, thu gom rác theo từng loại luôn ha. Hàn Quốc người ta xài ga là nhiều, cho mình có tiền ga gas yokum nha các anh chị các bạn. Trong răng chê bong thu là túi bao đựng rác theo quy chế tự giảm lượng rác anh chị ha. Trong răng chê bong thu à. Trong anh dông sudeki, rác là một cái đề khá quan trọng trong sinh hoạt hiện tại của con người, mình bỏ rác nhiều quá. Trong anh dông sudeki à, tan su là cắt nước à, tan là cắt à, su là nước. Trần trên là cắt điện, nan bang là phòng có hệ thống sưởi các bạn anh chị. Ở đây mình có quan quan công sơ dùng quan đơn ở huy, cu chân là chỉ của chính quyền ha, chun ip cúc quản lý sao mua sổ văn phòng quản lý xuất nhập cảnh ha, chu min center trung tâm cư trú, về cúc in tân đốc chân là chứng nhận người nước ngoài các chị các bạn, chứng minh sa chin là hãnh chứng minh, cụ bi sao lưu giấy tờ cần thiết cho việc làm thủ tục tiến hành nào đó, chứng minh sơ bản cước
cấp phát giấy chứng nhận. Về Cook In Children Center, trung tâm hỗ trợ người nước ngoài ha. Về Cook In là người nước ngoài, Children là hỗ trợ, Center là tiếng Anh ha. King Cup Trần Hoa, điện thoại khẩn cấp anh chị. Ngoài ra có là Sinco là khai báo. Kucho Yongo Chung, yêu cầu cứu trợ. Boxa, photo. Trần Hoa Kẻ Thông, hòa mạng điện thoại. Ưng Cup Hoanja, bệnh nhân cấp cứu. Ưng Cup Hoanja, Ưng Cup Hoanja, các anh chị các bạn ha. Hoanja, thì mình sẽ có những từ vựng liên quan như vậy. Chúng ta sẽ bước vào học phần ngữ pháp. Xem hoan chân bô, chúng ta sẽ học cấu trúc là tè dồ. Ở đây mình ai nói đó, nghe nói là, trong tiếng Việt các anh chị các bạn, mình chú ý là nhớ này là được các anh chị các bạn nghe, để mình có thể dịch thuật nó rất là hay. Ví dụ mình vô một cái tôn xa thì hân chê chinh hiên xuất quan thì mình có nâng tè dồ, hoặc cơ là ác ớt tè dồ. Mi re thì mình có quá khứ, tương lai thì mình có là gì tương lai nha. Chú chức là dự đoán, ư chi là ý chí ha. Chân hôm quanh vô là kinh nghiệm mà hoàn tất trong quá khứ. Chính hàng là đang tiến hành, xuất qua là tập quán, đó là vậy ha. In cơ đê ô, hết kết tê ô. Cơ đê ô, kết tê ô. Ở đây mình có quà cơ gồm có dứt tê ô, anh đi dứt tê ô, anh đi dứt tê ô. Chí quân sĩ, sáng hoan dông phú môn, chú đô, hàng gúc mặt thử sơ, sanh tê ô. Nghe nói là gì? Chi quân si nghe nói là đồ dùng, những đồ dùng trong sinh hoạt á, nếu mình để chủ yếu là bán ở gì, bán ở siêu thị Hàn Quốc đúng không, mart Hàn Quốc chủ yếu là đó đúng không, đó như là vậy ha. Thì mình có thể các bạn chị có thể tham khảo vậy ha các chị các bạn. Rồi hầu như các nhu cầu thiết yếu, đồ nhu cầu thiết yếu mình đi mua ở siêu thị Hàn Quốc được hết đúng không, đó như là vậy ha. Nghe nói là như vậy các anh chị các bạn nhớ ha. In ki yo bo so i bon chang ma nen tha kin na ti o, nghe nói là ha, theo nghe nói là theo dự báo thời tiết đúng không, thì lần này là mùa mưa đã kết thúc các anh chị các bạn. Mình nói là gì, nghe nói là ai đó nói là, còn nghe dự báo thời tiết nói là đó, mình có thể dịch là như vậy. Sang wan chung bo chi ren bo nen de bát nền đề sa dòng hành chỉ cu kề vân tên trích sang ơn phan màn vân ê phan tê yô. Các bạn chị hoa xì nâng hà xúc bì rinh nét nà yô. Những câu hỏi là mình nét nà yô, nét nè yô là mà bắt đầu về nét chi anh nát tê yô, nét chi anh nát tê yô. Ai nói là đã, nghe nói là gì đó, và ai nói đó là, các bạn chị nhớ dịch đó vô trong cái câu tiếng Hàn thì mình sẽ thấy là hiểu được nghĩa dễ dàng hơn các chị các bạn. Đó là cách học ha. Nếu mà chúng ta chỉ là và đọc tiếng Hàn cái câu đó thôi, mình không có theo cái nghĩa tiếng Việt, mình sẽ khó, sau này dịch thuật cũng khó. Nghe nói là như vậy, nghe đó nói là gì, thì mình dùng là teo 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 teo. Các anh chị các bạn nhớ gì ha. Nghe nghe vô nè, đây là người có là nghe nê vô, nê vô. Nê vô là gúp gọn của nhà cô hê vô. Y ta nghe nghe dò nghe dò ha, này cũng là e nè, này nghe luôn, nghe nghe dò ha, đọc nghe dò nghe dò. Ai hỏi đó, câu hỏi là trong tiếng Việt các anh chị các bạn dùng cái này ha. Sơ dân sĩ ga ở dưới sờ check in xã kê san su ít nghe yếu, san su ít nghe yếu. Nhớ bắt âm này khó nha các anh chị các bạn. Mình ở đây mình tương đương cái câu đó là nhà cô hê yếu Sanshu ít nhà cô heo. Nói lên câu này đi cho nó hay. Chữ nghe dò nghe rất là gì, khó. Các anh chị các bạn, cái phần này các anh chị các bạn chú ý. Mình nam sĩ cao nữ trẻ hát chùa ga Hàn Quốc hát trình công mùa đồ ca trang dù miên hai nhẹ ố. Hai nhẹ ố các bạn. Thì ai đang nói đó là câu đó không? Ai đang nói là câu như vậy các anh chị các bạn? Mình chú ý mấy cái này hả? Rồi, tiếp theo chi quân sĩ가 베트남에 유학 가면 어디에서 사는 게 제일 좋냐요? 좋냐요? Ai đã hỏi là ai đã hỏi là gì? Mình dịch cái câu này cho các anh chị các bạn nghe luôn không?
ai hỏi là gì, đại học nào nổi tiếng ngoài chuyên môn ngoài về Hàn Quốc học nè, không chuyên môn là nhất về Hàn Quốc học, là nổi tiếng về Hàn Quốc học nhất à, thì đó là gì, câu hỏi là đúng không, đó mình là câu hỏi nào, câu hỏi là trường đại học nào là nổi tiếng nhất ở hàng chuyên ngành Hàn Quốc học ở Hàn Quốc, ví dụ như là Nam Si Ca, mà Nam Si Ca hỏi là anh ấy hỏi là ở New Tech Kyoga Hàn Quốc Hắc trường có mùa đồ ca trang dụ nhân ha nhà cô heo hai nhà cô heo cách gì các bạn nhớ ha, ở đây ta nhớ quát nè dò sanh kê ít sách cơ tình nhớ canh cơ nhé dò canh gì các bạn à, thì mình áp dụng vô ha, mình nói là gì, canh cơ nhà cô hé dò hoặc là gì ít sách cơ tình nhờ, ít sách cơ tình nhờ à, cấu trúc này là tương đương cái này mình học mình biết ha. Tiếp theo radio là ý chữ là mình ai bảo là ai bảo đó ai đó bảo là hải ai đó đề nghị yêu cầu là, thì là nhớ cái nghĩa của tiếng Việt là vậy ha các anh chị các bạn. Sơn kê so cùng vô in cả chi về cúc in tương đốc chừng gì na việc quân nên bốc xa hay sơ chê chun ha đề ô chê chun ha đề ô, thì mình ở đây mình sẽ thấy là gì, giáo viên của tôi muốn tôi nộp bản sao hộ chiếu để đăng ký người nước ngoài trước thứ sáu luôn anh chị các bạn, giáo viên của tôi nè cùng duyên cờ gì về của mình tin đốc trường và đăng ký nước ngoài người nước ngoài hoặc là gì nữa và hộ chiếu bản sao hộ chiếu các bạn bốc xe số mình gọi là gì? Bản sao hộ chiếu này nhé, giáo viên của tôi muốn tôi nộp bản sao hộ chiếu và thẻ đăng ký người nước ngoài làm sao cho đến ngày trước ngày thứ bảy ngày thứ sáu các anh chị các bạn, dịch rất là hay, bảo là ai đó bảo là ai đó bảo là giáo viên tôi bảo là giáo viên của tôi đề nghị là giáo viên của tôi yêu cầu là mình dịch cái câu đó vô đây thì rất là hay, mình nhớ một câu thôi, còn những câu khác các anh chị các bạn mình hãy uyển chuyển các anh chị các bạn ha. Tiếp theo chị che vô ở đây mình có ai đó rủ là ai đó cũng đề nghị là cùng là, thì dù mình dịch này chi quên si cả du hắc chẳng bù rinh arabo rờ arabo rờ du hắc quên cách chi cả che yo cách chi cha che yo á, thì dịch ở đây là chi quên cùng nhau đi đến đại lý tư vấn du học nghe các bạn đúng không, đại lý đi đến cùng đại lý đi đến đại lý vô tư vấn du học các anh chị các bạn đúng không, nghĩa là chi quên sẽ cùng nhau đi đến đại lý tư vấn du học các anh chị các bạn mình mình che chi cả chi chip cho đi cho mô đơn cách chi xa chè dò Minh Chê, Minh Chê này Minh Chê đã gì đã mua quà tăng gia cho anh Hoa đúng không, đã đề nghị là đã rủ là đi mua quà cho cùng nhau đi mua quà cho đã rủ là đã rủ qua là cùng nhau đi mua quà tăng gia cho anh cho quà đúng không, washi tơ nè washi chip tơ đi nè sẽ mua lên cách chi xa chè dò đúng không các bạn, mình chơi xì gà này qua xì chip cho đi này qua xì chip đi là mình mua quà cho qua đúng không, sẽ mua đến các chị xa chê ồ chúng ta cùng nhau đi đi ai đó cùng xa chê ồ chính của đi ồ nên cho nhất kiện nên biết thăm vô đi đến mất chê ồ cũng nhà ngủ là bạn tôi đã rủ tôi là hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn món ăn Hàn Quốc đi, thế mà sao tối nay nè ồ nên cho nhất kiện nên biết thăm vô đi đến mất chê ồ các bạn anh chị cấu trúc ngữ pháp mình có mấy cái cấu trúc ngữ pháp như vậy hả, thì bước qua phần luyện nói thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị ở một cái video tiếp theo, cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi video ạ.